Vâng, kính chào quý chị nhà đầu tư. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích với một cổ phiếu đó là về FTS. Thì liệu cổ phiếu này có những gì mà chúng ta có thể mua được trong tuần tới? Thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, xin kính chào quý chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube Tùng Lê EZT. Ok. Hôm nay thì là một ngày cuối tuần thì Tùng cũng có làm một video phân tích về cổ phiếu FTS Thì là lý do tại vì sao mà cổ phiếu này là chúng ta có thể quan tâm và có thể là mua được Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé Uh, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau um, phân tích về các mức độ đầu tiên là vĩ mô thì thứ nhất ấy là chúng ta có thể thấy được thời gian gần đây uh, chúng ta liên tục nhận thấy được những cái động thái tương đối là tích cực về mặt lãi suất đối với fed thì cái tốc độ tăng đang có dữ hiệu là chậm lại và gần như là trong năm nay chỉ còn một đợt tăng lãi suất vào tháng 5 với cái mức tăng nó tương đối nhẹ nhàng và có thể đây sẽ là một trong những cái điểm đảo chiều về mặt lãi suất đó là về thế giới đối với Việt Nam thì chúng ta cũng thấy được là trong những thời gian gần đây thì các ngân hàng cũng liên tục là hạ lãi suất, một là hạ lãi suất thứ hai là tung ra những cái gói vay ưu đãi không chỉ ở cái mặt bằng lớn mà cũng sẽ có thêm cả những cái lãi suất dành cho những cái từng ngành nghề cụ thể đó thì đấy sẽ là một trong những yếu tố mà cũng sẽ góp phần là cho cái dòng tiền ở trên thị trường nó rẻ và từ đó là sẽ có lợi cho chứng khoán bởi vì chúng ta cũng thấy được là một câu nói mà chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi lãi suất là kẻ thù của chứng khoán thì khi lãi suất giảm thì nó sẽ là một cái yếu tố hưởng lợi cho thị trường chứng khoán và nó sẽ trở lại những thời kỳ tiền rẻ hơn bây giờ thì tiền vẫn là đắt nhá nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng một thuật ngữ đó là tiền rẻ hơn đó ok thì cái yếu tố về vĩ mô về mặt lãi suất như này thì nó đang có yếu tố là nó tích cực cho thị trường chứng khoán À, thứ hai chúng ta nhìn vào cái trạng thái của ngành thì hiện tại là có dòng tiền vào đối với nhóm chứng khoán chúng ta có thể thấy được là trong cái thời gian vừa qua trong thời gian vừa qua thì nhóm chứng khoán là một trong những nhóm mà nó thu hút được dòng tiền à, khi thanh khoản của thị trường chúng ta nhìn thấy thanh khoản thị trường thì sụt giảm trong những uh, tuần vừa qua đây sụt giảm này thanh khoản thì sụt giảm thế nhưng ngược lại chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu chứng khoán như là uh, vnd thì dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu tham gia uh, ssi đấy, vci dòng tiền cũng đang có dấu hiệu đổ vào nhiều hơn nó xuống dòng tiền đang đi lên ssi đúng không ạ có dòng tiền vào và xu hướng thanh khoản nó vẫn đang là gia tăng đúng không ạ ok shs rồi là kể cả fts đấy, chúng ta nhìn thấy rất rõ là dòng tiền vào rất là nhiều hoặc là cts đấy cũng vậy tức là những cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán hiện tại là nó đang có dòng tiền vào nhiều hơn so với thị trường tức là có những sự quan tâm của dòng tiền họ bắt đầu hướng tới nhóm chứng khoán thì đây là một cái trạng thái em đánh giá tương đối là tốt đối với một nhóm ngành bởi vì một nhóm ngành hay một cổ phiếu muốn có thể là đi lên được thì nó phải có dòng tiền vào thì hiện tại là chúng ta cũng đã thấy được là nhóm này có dòng tiền vào và thứ hai là gì là cổ phiếu có dòng tiền vào thì ở đây là chúng ta nhìn thấy FTS chúng ta vừa có nhìn qua thì trong nhóm chứng khoán thì FTS là một trong những những cổ phiếu mà nó có thanh khoản nó nó vào khá là tốt trong hai tuần gần đây thì mức thanh khoản đều những những cái những cái phiên ạ những cái phiên thanh khoản vào thì đều cao trung bình khoảng tầm gấp 2 lần so với trung bình 20 phiên cả cái giai đoạn này thì cổ phiếu SS nó giao dịch khoảng là gì? Khoảng tầm 900 đến 1 triệu cổ phiếu thì những phiên gần đây đều giao dịch trong những cái mức thanh khoản rất là lớn lên đến là 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7. Đúng không ạ? Thì đây là một cái mức thanh khoản nó gia tăng tương đối là lớn và tạo ra một cái mặt bằng thanh khoản mới đối với cổ phiếu của FTS. Ok, thứ hai đó là gì? Chúng ta sẽ phân tích về cái trạng thái cổ phiếu của FTS kia là lý do mua nhé, về phân tích về yếu tố vĩ mô nhé. Và chúng ta sẽ đến với uh, trạng thái của chính cổ phiếu FTS thì nó hiện tại đang như thế nào. Thứ nhất đó là cổ phiếu đang đi ngang tích lũy trong biên đa vát từ tháng 12 năm 2022. Đây. Đây chính là cái biên đa vát mà cổ phiếu fs đã tạo ra trong cái thời điểm từ tháng 12 năm 2022 đến thời điểm hiện tại tức là đâu đó cũng đã được là 3 tháng rồi, hơn 3 tháng gần 4 tháng rồi. Đó, thì đây là một cái khoảng thời gian tích lũy em đánh giá cũng tương đối là ổn. Đây là một khoảng thời gian tương đối là ổn và chúng ta có thể nhìn thấy được là với biên đa vát này thì đã có 3 lần một đây là lần thứ nhất. Lần thứ hai và lần thứ ba, ba lần chạm cái biên dưới, chạm cái biên dưới thì nó đã không thủng rồi thì cho thấy được một cổ phiếu mà test nhiều lần hỗ trợ nhưng mà nó không thủng thì cho thấy được đây là một cái hỗ trợ tương đối là đáng tin cậy và ở thời điểm hiện tại đây là cũng là lần thứ ba đây là lần thứ ba mà cổ phiếu đang đi về cái vùng vùng vùng, vùng bên trên thì hiện tại là nó mới tiệm cận và nó cũng chưa điều chỉnh quá nhiều thì đây là một yếu tố mà chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở lát nữa tại sao lại lại cái chỗ này chúng ta lại cần phải phân tích các anh chị nhé ok ờ, thứ hai là có dòng tiền vào thì như chúng ta đã vừa phân tích rồi đây là dòng tiền tham gia tương đối là là mạnh mẽ ở đây ờ, thứ ba là đây là một điều mà em sẽ luôn luôn sử dụng ờ, em sẽ luôn luôn sử dụng mỗi khi mà phân tích và lựa chọn một cổ phiếu trong trong một nhóm ngành thì cổ phiếu FTS thì em sẽ đánh giá là cổ phiếu top 2 mạnh top 2 của nhóm chứng khoán sau VCI. Đối với nhóm chứng khoán ở thời điểm hiện tại thì em đánh giá VCI sẽ là cổ phiếu mạnh nhất. Bởi vì là nó đã vượt cái biên đa bát này rồi. Nó đã vượt cái vùng đỉnh đỉnh nhịp hồi ngắn hạn này rồi. Thì đây sẽ là cổ phiếu mà nó là được đánh giá là mạnh nhất, còn FTS nó chưa vượt thì em sẽ đánh giá là nó ở ở top 2. Tại sao top 2? Bởi vì là nó cũng là một trong những cổ phiếu nó về gần đỉnh nhanh nhất, cho nên là em sẽ đánh giá là FTS và CTS là hai cổ phiếu mà nó thuộc top 2 nó mạnh nhất thì sẽ là VCI sau đến là CTS và FTS còn các cổ phiếu khác nó sẽ ở là top 3, top 4 theo xếp hạng ranking cổ phiếu trong ngành đó đối với VCI thì hiện tại là nó đang xử lý đỉnh cho nên là chúng ta sẽ chờ những nhịp xử lý đỉnh này thì uh, chúng ta sẽ chờ vào sau anh chị nhé đó còn FTS thì em đang thấy là nó có những cái vùng chúng ta có thể tham gia được thì chúng ta hãy cũng sẽ uh, quan tâm đến cổ phiếu này VCI và FTS là hai cổ phiếu mà em sẽ quan tâm nhiều nhất trong giai đoạn này. Ok. Thứ tư là gì? Là ba lần test đáy không thuộc. Đây là một điều là tương đối là tích cực bởi vì thường là ba lần thường thì ba lần là một cái hỗ trợ nó đã yếu đi khá là nhiều rồi nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái lần test thứ ba nó bật lên cũng tương đối là mạnh mẽ cho nên đây là một trọng tín hiệu cũng tương đối là tốt đó Ok, và cổ phiếu đã có sự điều chỉnh khi lên cản. Chính là cái phiên hôm thứ sáu vừa qua, cổ phiếu đi lên cản điều chỉnh nhưng vẫn tương đối là giữ giá. Tương đối là giữ giá các anh chị nhé. Đó, điều chỉnh giữ giá cho thấy được là cổ phiếu vẫn đang tương đối là khỏe. Ok, và đây là một điều mà em đánh giá là quan trọng nhất đối với cổ phiếu này là các đường MA ngắn đang nằm trên MA dài và đang hướng lên. Tức là như nào? Đây, chúng ta có thể thấy được là cái đường em anh ngắn này. Đó, thì đường em anh ngắn này là theo đường MA10 là nó đang ở bên trên cái đường MA20. Và đường MA20 thì đang có hiệu là cắt lên cái đường MA50. Và cái quan trọng nhất ấy, là cả ba đường này nó đang có dấu hướng lên cho thấy cái xung lực dòng tiền cũng tương đối là mạnh. Nó khác với những cái giai đoạn này. Đây, cái giai đoạn này thì cũng là đường MA ngắn nó cắt lên nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái MA 20 và MA 50 thì nó đang trong cái chiều hướng là hướng xuống. Đó, đây là hai cái điểm nó khác biệt so với thời điểm hiện tại. Cho thấy là xung lực dòng tiền đang tương đối là mạnh và cái đường giá nó cũng đang có xu hướng lên. Nó khác nhau anh chị nhé. Và những cái điều này thì cũng sẽ được em Tùng sẽ chia sẻ. Sẽ được em chia sẻ trong cái khoa học kiến thức nền tảng về đầu tư chứng khoán hoàn toàn là miễn phí. Sẽ được tổ chức vào 2, thứ hai, thứ tư, thứ sáu bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 4. Uh, ngày 3 tháng 4 sắp tới thì các anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia và muốn trang bị cho mình cái kiến thức nền tảng về đầu tư chứng khoán các anh chị nào mà F0 hoặc là các anh chị đã tham gia lâu năm nhưng muốn trang bị lại một cách cơ bản thì các anh chị có thể đăng ký tham gia bằng cách là quét mã QR tại đây hoặc các anh chị có thể là mở cái phần mô tả của video này chúng ta sẽ bấm vào phần mô tả ở đây và cũng sẽ có đường link sẵn ở đây thì các anh chị chỉ cần bấm đường link tham gia này thì bắt đầu từ sang tuần sau thì em cũng sẽ duyệt các anh chị vào room các chị nhé để cho chúng ta sẽ uh, chuẩn bị cho một khóa học và uh, đó là những cái bước chuẩn bị em đánh giá là cần thiết để có thể là đón đầu những cái con sóng tiếp theo của thị trường khi thị trường qua đi những cái điều khó khăn nhất trong năm 2023 các anh chị nhé Ok. Vậy thì cái điểm mua của cổ phiếu FTS thì nó là nằm ở đâu? Thứ nhất, đó là điểm mua khi test lại cái đường MA10, tức là nó sẽ tương đương với cái vùng giá 21. ạ thường, à, thường khi một cổ phiếu mà đang theo xuống lên mà nó gặp những cái điều chỉnh thì chúng ta sẽ chờ những cái điểm mua là những cái điểm mua mà thường em sẽ sử dụng những cái đường em và chúng ta có thể gióng lên thì đây gióng thì lên thì cái đường em 10 hôm tới á, nó sẽ cắt lên khoảng tầm là cái vùng giá 21 ở đây đó thì đây sẽ là cái điểm chúng ta tham gia được đối với cổ phiếu của FTS và đây cũng là một cái vùng hỗ trợ rồi đây cũng là vùng hỗ trợ đó cách chúng ta đi vốn là chúng ta sẽ mua với tỷ trọng là 30% tại cái vùng giá 21 đó. và nếu như trong trường hợp mà cổ phiếu hoặc là thị trường không có sự ủng hộ hoặc là thị trường của chúng ta có những cái nhịp phản ứng nó tương đối là mạnh hơn sau những cái thông tin ở châu Âu, những ngân hàng châu Âu và cái thị trường chứng khoán châu Âu mà thị trường có test lại sâu hơn vùng giá 20 thì chúng ta sẽ giải ngân thêm đến 70% đủ tỷ trọng các chị nhé và đây cũng sẽ là một cái vùng hỗ trợ rất mạnh đây là một cái vùng hỗ trợ rất mạnh đó, cái điểm giải ngân đầu tiên sẽ là cái vùng giá 21 và điểm giải ngân thứ hai sẽ là vùng giá 20. Các anh chị nhé. Và mục tiêu thì chúng ta sẽ có mục tiêu 1 là cái vùng giá 23. Vùng giá 23 chính là cái vùng đỉnh cũ ở đây. Đó, thì tính tính ra nó sẽ khoảng tầm là 10%. Khoảng tầm 10% ở đây. Và cái mục tiêu thứ hai là cái vùng giá 26. Thì đối với mục, mục tiêu này thì nó đang tương đối là xa cho nên em sẽ không đặt nặng kỳ vọng. Và chúng ta sẽ quan tâm đến cái mục tiêu đầu tiên. Trong cái giai đoạn gần đây thì chúng ta luôn luôn thấy được là thị trường tương đối là khó giao dịch và không tạo ra những biên và cái đà tăng lớn cho nên là chúng ta cũng nên chỉ target với những mức nó ngắn thôi. Chứ chưa chưa nghĩ đến những câu chuyện đường dài. Ờ, đồng ý là ở đây là có một cái cản tiếp theo đây, nó có một cái cản target quanh vùng giá 26 ở đây. Nhưng để lên được đấy thì nó cũng sẽ cần trải qua tương đối là nhiều cũng như là cái yếu tố thị trường ở thời điểm hiện tại nó tương đối là bất ổn với rất nhiều các thông tin nó ảnh hưởng đến thị trường các chị nhé nên chúng ta sẽ tập trung vào cái target 1 và trong trường hợp trong trường hợp mà thị trường của chúng ta không vượt được cái cản chéo và không ủng hộ được thì chúng ta hãy đặt những cái mức cắt lót là 5% phần nó không bất kỳ một trường hợp nào cũng có thể xảy ra và chúng ta sẽ phải luôn đưa ra những kịch bản là xấu nhất thì chúng ta sẽ làm gì và với em thì sẽ không có ngoại lệ là chúng ta sẽ cắt lỗ là 5% so với cái mức mức lãi là 10% thì em đánh giá là tương đối là ổn. Ok. Thì ngoài ra thì các anh chị nào mà hiện tại chúng ta vẫn chưa có hệ thống giao dịch hiệu quả và các anh chị cũng không có người tư vấn thì các anh chị có thể là quét mã QR tại đây hoặc liên hệ em qua số Zalo ở trên hình các chị anh xem thì sẽ được em hướng dẫn để thêm vào trong room khách hàng bên em. Nơi đây thì sẽ luôn luôn là có những cái khuyến nghị cho anh chị cũng như là uh, phân tích lại vì sao chúng ta có thể tham gia được cổ phiếu Ờ, những cái luận điểm đầu tư và đâu là những cái mà góc nhìn mà chúng ta có thể tham gia được thì sẽ là cái căn cứ và giúp cho các anh chị có thể đưa ra được cái quyết định đầu tư cũng như là nâng cao kiến thức và cái kỹ năng giao dịch cho anh chị trong thời gian tới các anh chị nhé dạ vâng thì chúc anh chị có ngày cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ dạ vâng xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư ạ